Dạ, kính chào quý khán giả. Là vì tôi xin kể lên một câu chuyện mà có ông này là độc lạ hơn hết. Hồi đó ở trong thôn xóm thì ông này kêu bằng ông khác hơn mọi người. Thưa quý vị, bấm cho tôi xin like. Người ta đi làm là người ta làm từ thiện, còn ông này ông làm phước thiện, cái nào cũng làm thiện không à. Hỏi ông thì ông làm phước thiện, nhưng mà phước thiện của ổng nó độc lạ hơn các người lắm. Mình bắt quá mình thí của, thí pháp là thí lời nói, tiền tài của cải mình thí, còn ông này ông thí thân, thí mắt và thí thân luôn nữa, mà ông nói ổng là phước thiện. Kính thưa quý vị, tại sao ông thí mắt rồi thí thân nữa rồi ông chết còn gì, còn gì nữa mà ông đi làm phước? Nhưng mà tôi xin kể, ông thẳng từ kể tiếp tới rồi cô bác anh chị em theo dõi những câu chuyện của tôi kể rồi biết ông này tại sao ổng thí vậy mà ổng không chết mà ổng lại là có phước nhiều, kêu bằng thí hết lòng đó mà. Còn những người khác có thí nữa nhưng mà thí nhín nhín, thí thí mà nhưng mà thí rồi á là ông này ông thí ân bất cầu báo đó. Ổng thí rồi thôi, ổng nghĩ gì cái việc lợi của ổng hay là việc gì nữa trơn á. Còn có người thí á, còn nhín nhín, nhín nhín là nói ví dụ như vậy, thí cái này ra không biết cái này sau này ông có trả lại cho mình không, hay là cái tâm hơi nghi nghi vậy đó, heo là nó bớt phước của mình nữa cô bác. Còn thí rồi thì ân bất cầu báo, thí rồi không kể cái việc đó nữa, kể việc đó như mình không có là cái tâm mình như vậy rồi á là mấy phước đức mấy nhiều, 10 nó còn đủ 10, còn cái tâm mình còn liếng ái theo cái của mình thí đó thì 10, chứ còn 7 8 à cũng có phước, mà có phước ít bị cái tâm mình nó còn vương vấn theo đó đó. Bởi vậy tôi mới nói là thí thân và thí mắt luôn nữa, sao thí vậy là chắc chết rồi, làm gì làm phước nữa được ha. Nhưng mà xin cô bác anh chị em nghe cho hết câu chuyện tôi rồi biết ông này ông thí như vậy mà ông đại phước mà ông không chết chóc chút nào hết. Nói hồi đó đó ở trong thôn xóm thì có ông này, ông làm những ông đi dọc đường đi nữa cũng vậy, hay xứ nào cũng vậy, gặp người ta chìm xuồng nhào xuống vớt, lội xuống vớt, vớt của cải lên cứu người lên đàng hoàng rồi thôi, rồi thôi bỏ đi mang ơn ổng tiếng ổng còn không không dám nhận đó. Còn đi lại tới nhà cửa người ta hư sập nhào vô làm không ai kêu hết nhưng mà vẫn làm, cái đó phải thí thân cô bác. Cái đó như bác Hai Nhân Sâm đó cũng nói đó, nói cái đó là cái thí thân đó, cái thân của mình ra mình thí cứu người sống, sửa nhà sửa cửa cho người ta, những việc gì người ta làm, kẻ dư công người thiếu chuyện, người thiếu thiếu người làm, còn người thì nó dư công, mình dư công đây, mình đi là mình nhào vô mình làm khỏi cần người ta mời kêu gì hết trơn á. Đó là cái lòng dạ của mình thật tâm là bố thí, thí thân đó thật là bố thí. Còn nói ví dụ như gặp ông kia ông hoạn nạn quá, ông đi không nổi kệ ông, chừng nào ông kêu mình hãy lợi mình dẫn ông, cái đó cũng có phước nữa. Nhưng mà 10 chứ còn 7 8 à, bây giờ cái tâm mình chưa có gốc gáo, tâm của mình nghĩa là chưa có hẳn là một đường để làm phước, những việc gì cũng làm phước đó. Rồi nói tới cái việc là thí mắt, đâu phải thí mắt mà móc con mắt đưa người ta mà thí đâu, không phải thí mắt. Thí mắt nói ví dụ như người đó ông A ông B nào đó chửi mình, nói nặng nhẹ mình, nhưng mà cặp mắt của mình dòm ổng thân ái quyến thuộc thương mến, chứ cặp mắt mình đừng có giận dữ. Bởi vì thường nói giận dữ rồi bừng bừng như lửa đó là cặp mắt, cặp mắt mình trợn mình dòm người ta cái người ta hết hồn à, chứ không có chơi cặp mắt mình dữ lắm à. Đó là mình thí mắt, thí cặp mắt cho người ta chửi mình mà mình bình thường mình tự nhiên mình dòm
ưu ái với người ta, hình như còn thương tưởng người ta, cặp mắt mình dịu hiền, đó là thí mắt. Chứ không phải thí mắt mà móc mắt đưa người ta, mà thí mắt đó, đó là có phước phải. Thí mắt là như vậy cô á. Mình đối xử với ai cũng vậy hết, ta làm chạch với mình cũng hài hòa với người ta. Đừng có giận. Hỡi cả mà trong tâm mình giận là cặp mắt mình nó đảo ra những việc hung dữ không à. Còn mình hiền từ rồi, cặp mắt mình nhìn người ta hiền từ lắm. Có cái chỗ tình thương trong đó đậm đà dữ lắm. Đó, thí mắt là thí vậy. Tập. Đó rồi, xin cô bác tôi nói lại cái ông này. Có một hôm đó đó, rồi ổng đi ngang cánh rừng. Nhưng mà ổng đi ngang cánh rừng đó đó, ổng lắng tai ổng nghe, sao mà nghe hừ hè ở dưới cái giếng á, Suối vô. dưới cái suối á, trên núi á thì có suối có giếng lò ảng đó, người thì kêu lò ảng, người thì kêu giếng nhỏ vậy thôi, giếng trên núi mà là cái lò ảng đó, nói ví dụ như vuông trước 4-5 thước vậy, rồi chứa nước lại cho thú uống đó, là cái đó kêu là lò ảng. Còn cái suối đó thì nó chảy hoài, nó không ngưng. Rồi ông đi ông, sao mà ông nghe hừ hè, nghe như người quên. Ông nhìn lại ông thấy con cọp. Sao ông thấy con cọp cái nằm ở dưới cái mé suối. Ông mới hoảng hồn đi. Trời, mình gặp cọp mình sợ lắm cô bác. Nhưng mà ông bước sượt lui lại vài bước, cái tâm của ông suy nghĩ lại liền. Ông ra mình muôn việc đều làm phước. Vật nó cũng là một sanh mạng, nhân vật là đạo đồng mà. Bây giờ nó chết thấy cũng tội nghiệp quá, mà mình làm phước rồi, mình chí tâm làm phước mà mình không cứu con cọp này thì thấy tội nghiệp. Không biết đau ốm gì nằm đây để nhìn nhìn lại coi. Cái ông không lui nữa, ông bước tới gần con cọp, cách chừng cỡ 6-7 thước, độ khoảng là ông cọp nhảy một cái không tới ổng vậy, mà ổng cũng còn sợ lắm chứ. Ổng nhìn kỹ lại thì con cọp này nó đứt hết giò, đứt giò thì ổng mới biết. Ổng nói ủa vậy là mày bị thương rồi phải không, mày bị đứt giò phải không, nếu như vậy á thì mày muốn cho tao cứu mày á, mày đừng có hầm hì nữa, mày đừng có ghen nữa, mày tỉnh táo lại, tao hỏi mày đó, tao có thể cứu mày. Mày đi mà mày bị bẫy người ta gài, mày không khương dùng dẫy được rồi, mày cắn cái giò mày bỏ chứ gì, đặng mày thoát thân mày sống. Nhưng mà mày cắn cái giò mày đứt như vậy rồi thì nó hành mày cũng chết, mà mày cũng gan ruột lắm, mày bị thương rồi bây giờ phải vậy không, nếu phải vậy thì tao cứu cho mày. Cái anh cọp nín thinh không nói gì nữa hết trơn, mà nó nằm cái đầu nó dòm xuống. Thì ông đã thôi, bây giờ mày bị thương rồi, tao cứu mày, bây giờ mày nằm êm nha, tao xuống mày đừng quậy quọ quào gấu nha, để tao cứu cho. Xuống cái anh cọp nó đưa cái giò đứt của nó ra, thì ông nói ông bụng là rồi, mày đồng ý cho tao là cứu mày rồi. Ông mới khoát nước ở dưới suối đó lên, ông rửa máu me sạch sẽ hết rồi, cái ông lấy thuốc nam, bức thuốc nam đó ông dò ra rồi ông đắp cho nó, ông lấy dây đồ cổ rùa đó ông băng lại cho nó. Rồi ông nói mày lên bờ nổi không, nếu mày lên bờ nổi thì mày cứ đi, còn nếu không nổi tao tiếp. Cái con cọp gật đầu cô bác, cấp đó nó khỏe cho mình nó được rồi. Rồi con cọp thấy nó gật đầu, gật đầu cái ông nói mày chắc có lẽ là khát nước dữ lắm, bởi mày mới xuống dưới này mà mày uống nước không biết được hay không, nhưng mà
mày lên không nổi, mày đuối rồi, bây giờ tao băng bó cho mày hết chảy máu thì chắc có lẽ mày khỏe. Bây giờ thôi tao lấy ổng đi thì ổng đổi cái nón lá, xuống xuống suối múc nón lá nước lên cho con cọp nó uống. Cọp nó uống nước vô rồi nó khỏe, nó tỉnh táo, thấy nó có bộ hân hoan tỉnh táo có sức rồi ha. Thì nó đứng dậy cái nó dùng vai nó gật gật đầu với ổng cái bỏ đi ba giò. Nhảy cà nhát nó chạy vô trong rừng. Thì thôi ổng đâu quan tâm tới, thế ơn bất cầu quá mà, tao cứu mày tao đâu đổ kể mày trở lại mày đổ tao có gì gì không có đi. Đi thời gian sau thì cũng đi qua ngang cánh rừng nữa. Đi ngang cánh rừng thì có ba bốn người đi theo ổng. Nói bây giờ ông á, ông đi ngang cánh rừng này nó cọp beo hùm cây tượng dị lắm, tôi không dám đi. Bây giờ có ông đi á, thì cũng nghe cái danh của ông ở trong thôn xóm rồi. Ông có cái lòng từ bi, bác ái để độ người thì ông cái đức ông dài lắm. Chắc có lẽ tôi đi theo ông đây đó, thì tôi không gặp cái việc gì mà tai biến đâu, không gặp việc gì là tai nạn xảy ra đâu. Nhờ cái đức của ông đó, giờ đây là tôi cũng gặp việc may mà tôi muốn qua ngang cánh rừng ông ra, vậy thôi mấy ông đi theo tôi. Đi. Cái đi vô thời gian xa xa, chưa chưa ra khỏi rừng thì gặp tớp lưu la cô bác, năm sáu thằng lưu la là kêu cướp rừng cướp biển rồi đó. Thì mấy thằng đó nó ra gặp ở đằng này bốn năm người đi, thì nó nghĩ là mấy người này đi nếu băng ngang cánh rừng này thì cũng là đi, điều thứ nhất là đi mua bán, thứ nhì là di tản của cải đem theo. Nó lại nó bắt bắt hết, nó bắt nó trói lại là nó quánh nó khảo tiền á, vàng bạc đâu trong lưng hay giấu chỗ nào đó lấy đem người ra đây. Ông nào cũng bị quánh hết mà còn cái ông này nó chưa kịp trói, cái tớp trói là tớp đánh mà, thì sửa soạn lại trói ông này. Thì cọp ba chân này đó nó ở trong rừng ở cái cánh đó, cánh nó ở mà, thì nó lên một tiếng rồi có hai ba con cọp con chạy theo nó chạy giết tới rồi đã heo. Nó gặp mấy thằng ấy là lưu la này đó, du đảng này, thì nó nhào vô, nó nhào vô á, mấy thằng đương cầm cây đập mấy ông kia cũng giục cây chạy chạy tứ tung hết. Nó nhào theo nó quào tét lưng tét quần áo rồi tét tay tét đồ bỏ me không bỏ, chạy bất trang kỳ số chạy gần chết chạy trốn đó. Nó trở lại rồi á, mấy người bị chói này nó cắn dây nó đứt trơn, cho được ba bốn người vậy là bị chói đây. Rồi ông mới nhìn lại ông này, ông nhìn lại ông ra, nếu hồi mấy năm trước tao cứu mày rồi bây giờ tao mắc nạn mày trở lại cứu tao đây chứ phải không. Thì cọp này nó không biết nói nhưng mà tâm nó biết cô bác, nó gật gật đầu mấy cái đi lui lại mấy bước cái quay lưng lại chạy vô rừng. Thì mấy con cọp nhỏ cũng chạy vô trong ba bốn ông kia lại mới quỳ lại cái ông này. Tôi nói thiệt ông, tôi nhờ cái đức của ông mà nếu ông không có đức, điều thứ nhất là tụi lưu la này đập chết rồi, đập hơi đứa anh em tôi chắc chết hết rồi, còn điều thứ gì cọp ra vậy thì cũng xé anh em tôi ăn hết rồi. Thì bây giờ tôi nhờ đức ông, ông đỡ đỡ vậy. Ông nói thôi không có đức gì hết trơn á, bây giờ tôi nói với mấy ông vậy, mình thoát nạn được thì cứ đi, không có kể ơn gì với mấy ông, mà mấy ông đừng có mang ơn gì với tôi,
tôi đâu có làm gì mà mới ban ơn ban ích. Cô thấy coi, nghĩa là người có đức trọng rồi đó, quỷ thần còn kính phục nữa đó, chứ đừng nói tới cái cọp cọp hùm hay là cái gì gì, đừng nói ma quỷ hay gì mà dám đó. Người có phước đức đó, là quỷ thần nghĩa là kính nể đó, kính phục đó. Cái đó thì cũng nhờ chư thần, thần gừng đồ này cứ giúp đỡ, chứ không có làm sao mà mấy ông này sống được. Thì cũng cái là nghe vậy rồi thì cũng mấy ông thần gừng cũng cho binh gia tể tướng của mấy ông hay là cọp đồ đó, hùm beo tây tượng đồ là binh gia của mấy ông thần gừng à. Mấy ông cai quản à, mấy ông không cai quản thì ra xóm nhà giật chết trơn à, giật mình chết trơn à. Cái loài nào thì cũng có một cái người chủ sái đó mà cầm đầu hết trơn. Tới cái loài ma yêu tinh quỷ quái là kêu bằng là cu hồn đó, các đảng cu hồn đó, mà cũng có chủ sái nữa, là ông Tiêu đó cô bác. Không có đi ra xóm riêng, nó chọc nít người ta rồi tốn tiền tốn bạc thuốc men rồi nó giật cho người lớn nữa. Bởi vậy tôi nói cái loài nào, mình đây thì có ông vua, trong nước có ông vua đó, ông nói gì mình nghe nấy. Còn các loài vật đó cũng vậy đó, nghĩa là một con vật trong rừng như cọp ba chân này mà nó lên một tiếng rồi đó, không thì tất nhiên các con kia đều nghe chạy lại coi nó có sai biểu cái gì đó, này giờ nó chủ sái chứ gì nữa đó. Thì giờ cái đức không, không có đức ba bốn này cũng chết, mà ổng cũng chết. Có cái đức đó, không chết đó. Người có đức cái này thì trọng đại, còn người không đức sắc gan cũng chạy mấy lưu la đó, không có đức đó. Bởi cọp vào gấu đổ máu đổ đồ mà nó chạy không biết chết dọc đường hay không nữa. Kính chào quý vị và kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, tôi xin kể lên một chuyện này. Là hồi xưa ông bà có nói là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Kính thưa cô bác, cô bác anh chị em bấm cho tôi xin một like. Câu nói này rồi tôi dẫn lên một câu chuyện đời xưa này, nó có thiết thực rõ ràng, chứ không phải nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Mình cứu người đó rồi người đó nghĩa là muôn đời ban ơn mình, chứ không có trả quán. Người cứu người không có trả quán. Rồi tôi nói câu trời đời xưa này đó là có thiết thực, chứ để nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán rồi giờ thôi tôi không cứu ai hết. Cứu rồi ra trả quán lại tôi, người ta giết tôi hay người ta làm khó không dễ hay là làm đủ thứ. Kính thưa quý vị, không phải vậy. Nói hồi xưa đó có cái ông này, cái tâm ổng độc địa lắm. Con nhà có ăn, chứ không phải nghèo khổ mà đi làm những việc này. Hồi đó nghĩa là kêu bạn ổng không kể ai hết, hung sùng kêu bằng tàn bạo đó. Hồi xưa ưa đấy, hung sùng quá tàn bạo đó. Ông làm riết rồi sao lại đó. Ông mới là đi săn bắn chơi, đi theo bạn bè về săn bắn, ham giết, giết chóc dữ lắm. Ông ở nhà vậy đó, mà ổng đưa ăn cơm vậy đó, mà con cua đậu ngoài nhành cây trước cửa ổng đó, ổng còn lật đật chạy đi lấy dàn thun, nghĩa là nạp cục đạn vô đã bắn cua chơi, bắn chơi cái đó kêu bằng làm bia, bắt thú làm bia cho chơi cái tâm ác vậy đó cô bác, chứ không phải là vừa. Cái ông đi săn ở trên rừng á, rồi bữa đó ta hứng thú ta mà đi săn gặp nai hươu trồn cáo đồ bắn ấy đồ, thấy thú vị lắm, thích lắm. Bữa đó anh em ta không có ai đi hết, đi mình ơi. Ông đi vô trong bìa rừng đổi,
thì ông thấy cái suối nước chảy mạnh quá đi, mà cái cây ở trên đó hai cây dâu đu mà ông thấy như vậy, ông leo cây ông chiền chiền như con dượng chiền vậy đó, chiền qua khỏi mình lậu dưới suối, chiền qua rồi cái phát chặt tay té ông xuống suối đi, nước chảy mạnh quá trôi ông lại cái loạn hơi sâu lại đó, tấp ổng vô loạn đó, ông nằm đó ông lên không nổi, bường ra không nổi, rồi ông lên rên la ông kêu cầu cứu, mà trong số đó có con nai, cái vùng đó nó ở cái này con nai á, con nai trắng, nhưng mà mấy cái gạc của nó trên đầu nó có 6 cái gạc trắng trắng như ngà vậy đó, nhưng mà mấy người đi soi đó giờ ta nói con nai này khôn quá, nó khôn như người vậy đó, nó gặp rồi nó lánh giờ rồi không thế nào bắn nó được, không thế nào mà giữ nó được, mà con nai nó ngộ lắm nha cô bác, nó chạy ở trên gừng cô bác nó chạy sao, bị gì cái đầu nó có 2 cái sừng trước nó gạt không à, gạt ra 2-3 tấc 2-3 tấc mà bùm sùm vậy đó, mà nó chạy mà nó ngay đầu ở trước về nó chạy là chạy không được, nào bìm bìm phát sủ, nào là dây bay rồi dây chạy đồ này kia, nó vướng mấy cái gạt đó nó chạy đâu có được, khi nào cô bác đi rừng thấy con nai nó chạy tinh thông, nhưng mà nó cũng như ba mắt vậy chứ không phải không rồi nha cô bác, cái mỏ nó sắp lại sau lưng là cái gạt nó xuôi lại hết rồi, thì một con mắt nó dòm ở sau dòm lại những tay mà đi săn bắn nó rượt nó, con mắt nó dòm ở trước, con mắt mình dòm đâu mà dòm, mà mình thua nó là mắt hả cô bác, là con mắt mình dòm là mình liếc đi nữa thì cũng 2 con liếc lượt à, không khi nào con liếc qua liếc lại được, còn con nai nó được, con nai một con mắt dòm trước con mắt dòm sau đặng nó chạy mà trên gừng đó hen, mà nó vô rồi nó chạy rẹt 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 ở trong trong bay hay là ở trong chạy dây chạy mà người ta bứt gì bệnh lờ lọp đó cô bác, đó dây chạy đó nó đương dắt dẫm rồi mà nó chung rẹt 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 cái gạt nó không có dính, bị nó sắp cái cổ nó lại sau lưng đó rồi đó, nó chạy thoát thân thì những tay săn đó không có chạy vô đó được, nó chạy được chứ những tay săn vô không được, bị gì gai gốc cái trời là chạy ấy đồ không rồi làm sao đi không được, thì nó thoát thân nó đứng là cách chừng 50-60 thước rồi khỏi tầm, rồi khỏi tầm là cung lá của mấy ông này rồi, nó đâu có sợ nữa, còn nó chạy đường thẳng thì mấy ông này bao dí nó có thể bắn được, con nai này nó khôn cực kỳ, không khi nào nó chạy theo đường mòn, nó khôn vậy đó, bởi bắt hoài không được mới có tiếng đồn con nai trắng mà 6 gạc là như ngà, bà hoàng hậu á, bà hoàng hậu bà muốn gì cũng được, bà muốn nghe là bắt con nai này về làm kiểng chơi để nuôi vậy, nuôi tượng nuôi đồ đó cô bác, có người chăn nuôi trơn à, cái bà hoàng hậu á ra lệnh, bà nói nếu như ai bắt được con nai trắng đó mà 6 ngà như ngọc đó trắng nữa đó thì đem lại bà mua nghĩa là quý giá tiền bạc nhiều lắm, kể lại cái ông này là ông nằm dưới mé, dưới cái loạn ông lên không được, rồi con nai là 6 ngà trắng này nè, nai trắng này nè, nó nghe ổng la cầu cứu nó mới nôm ra, nó nôm ra nó gặp ông này ở dưới á, bường lên té xuống bường lên té xuống mà dưới loạn sao lên được cô bác, còn nó đi thường nó biết cái đường lên,
nó mới xuống, nó dìu dắt, nó cõng ông này đi lại cái đường lên bờ được. Thì ông này ông nói thôi bây giờ mày cứu tao được sống rồi, tao khỏe rồi, thôi giờ tao không gì à, tao ở chung với mày nè, tao ở với mày đi, có những người vô hại mày đặng mà tao nói người ta đừng hại mày, tao trả ơn cho mày. Con nai này nó biết nói cô bác, nó nói thôi ông cứ về đi, tôi cứu ông sống được rồi ông cứ về, là tại cái tâm tôi vậy. Bây giờ tôi về, ông về rồi tôi mong cầu ông có một chuyện, là ông đừng có nói tôi ở chỗ này vậy thôi, đang cho người ta đừng vô săn bắn tôi. Cái ông là ừ, ta không nói đâu. Cái ông đi về. Còn con nai này, qua năm sau nó có chữa. Qua năm sau nó có chữa, nó sanh hai con nai con. Nó cũng ở trong cái phạm vi, cái địa bàn nó thôi, chứ nó không đi ngoài. Đó cỏ gớ đều thiếu gì ăn, nước sẵn, chứ suối có uống. Nó không đi. Sanh được hai con nai con. Trong thời gian đó đó, bà Hoàng hậu, bà mới muốn có một cái vật gì quý giá trên rừng đem về. Bà mới ra lệnh. Ai bắt được con nai trắng mà sáu ngà trắng đó, sáu cái gạt trắng đó, đem lại bỏ thưởng cho vàng bạc quý giá. Cái ông này ông động tâm đi, ông ấy nói thôi được rồi, bây giờ mình lên mình tâu với hoàng hậu thì dẫn quân gia vô đó bắt chứ không có gì trơn, mình biết chỗ đó rồi, bắt đem về thì mình giàu sang phú quý, mình không còn nghèo vậy nữa. Cái ông thay đổi tâm ông liền, cô bác thay đổi liền cái một, thay đổi là 100% là quay lưng 100%, không nghĩ tới con nai nào cứu mình là gì hết. Lên đó bà hoàng hậu giờ cho quân gia theo bắt, nói hơi tắc tắc chút đi cho nó mau nha cô bác. Cái bà hoàng hậu mới tâu lại với ông vua, bây giờ muốn tâu vậy hả, tôi thần thiếp muốn có một con nai như vậy đó, nai trắng đó, để nuôi ở trong vườn ngự quyển đó, chiều chiều đi ra xem nó chơi, nhờ nghĩa là huệ thượng nghĩa là xuống chiếu chỉ cho đi bắt. Ông vua thì ông cưng vợ lắm, hoàng hậu mà ông cưng vợ, ông vua nào cũng vậy, cưng vợ dữ lắm. Xuống chiếu chỉ liền cô bác, cho quân gia theo. Kỳ đó ông vua ông cũng hứng thú ông nữa, ông đi nữa. Ông nói như vậy đó, hoàng hậu ở nhà, để tôi đi bắt con nai này về cho hoàng hậu, tôi dẫn tới quân đi. Thì vô tới đó rồi quân gia bị cái thằng này nó chỉ đó, là nó chỉ ở trong vùng đó bao vòng trơn, con nai không chạy đâu được trơn. Quân gia của ông vua đi vô tới thì con nai đứng đó chịu trận chứ không chạy đâu hết trơn. Cung đá người ta sẵn sàng ở trên chạy bắn chết sao. Cái bắt nhìn nai nắm sừng nai dẫn ra ông vua, dẫn ra bìa rừng. Cái thằng mà nó chết thục dưới suối đó thì nó đứng sau lưng ông vua. Thì ông vua hỏi con nai, hỏi vậy chứ mày ở trên rừng này mày làm sao mày sống, mà bây giờ tao bắt mày, mày xin lại mạng sống để nuôi là hai con, mày sống bằng gì? Nó muốn tâu bệ hạ, con sống nhờ cái suối, dưới đây cỏ non dữ lắm, con ở, con ăn ở đây nè, con sống, con không phá tán ai hết. Con không ra chòm nhà, chòm ấy ăn phá gì của ai hết. Cái dòm lại sau lưng, dòm trực lại thấy cái thằng mà con nai cứu đó đứng sau lưng ông vua. Cái con nai nào muốn tâu bệ hạ, nó còn đang quỳ để xin nó sống,
để nuôi hai đứa con nó trọng đãi, ăn cỏ cho mạnh, cho biết no, rồi nó đi ra tới đền vua là thú tội, cho đền vua giết nó. Nó còn đang quỳ á, nó gặp cái nó muốn tâu bệ hạ đó, cái ông đó đó, ông đứng sau lưng bệ hạ đó, hồi đó ông té suối nè, loãng tôi cứu ông lên đó, mà bây giờ ông chỉ cho hoàng hậu bắt tôi. Cái ông vua ông suy nghĩ, ông nói mày loài vật mà còn có cái tâm thiện, biết làm phước, mày cứu người được. Ông dòm quái lại, ông gặp ông gầy cái thằng nghĩa là đi tâu với hoàng hậu là nè, mày là người nhân vật đạo đồng, mày biết không, đó là con thú mà nó biết cứu mày, có vậy không? Thì ông vua đâu dám cãi gì nữa, nói hết cứu vậy vậy. Nói là ông vua nghe, ông vua tức giận quá, ông nói nè mày nè, cái tội của mày đáng chết, đáng chết, nhưng mà giết mày đây một lần đó thì mày chết rồi thì mày không còn đau khổ. Mày biết không, con nai nó ở cái là ngoài mưa nắng, ở gần bụi không dám ra gần người, mà nó còn biết tu hiền, nó còn biết cứu mày. Còn mày ác tâm chi mà nó cứu mày rồi lại tâu hoàng hậu bắt nó, cái đó mày ác tâm, mày đúng về cái tội chết không? Quân gia lại trói này, dẫn này về rồi tao cho mày ở trong ngục đó là tối, cho mày biết cái cực khổ, chứ giết mày cái mày chết liền, cái đâu biết cực khổ gì đâu. Cho mày ăn năn, cho mày tu hành lại đi, chứ mày là thua con thú rồi, con thú mà nó biết cứu mày đó, cái đó là dạ, cứu vật vật trả ơn, còn cứu nhân nhân trả quán đó nha cô bác. Chứ không phải là tôi nói là ban đầu đó mới vô câu chuyện mà tôi nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán đó là không dám cứu ai nữa, cứu người đó trả quán lại mình, không phải vậy nha cô bác. Đây là tôi nói câu nói thiết thực đó, con nai rõ ràng như vậy. Rồi ông vua mới ra lệnh, thôi bây giờ mày có hai con thì bây giờ mày chở trở về ổ mày, mày nuôi cho hai con mày lớn biết ăn uống đàng hoàng, cho mạnh đàng hoàng, thì tùy mày, mày muốn ra triều đình mày cho hoàng hậu ra là nuôi mày để hoàng hậu làm cái thú vui của hoàng hậu ngoài giường ngự quyển thì mày ra, còn nếu như không thì mày khỏi ra, mày không giữ đời mày khỏi ra, thì mày ở này mày nuôi con mày, tao cấm từ đây sắp tới tao về tao ra lệnh nội cái vùng này không cho người săn bắn vô tới đây, ai săn bắn vô tới đây mà quân gia gặp bắt đem về tao bỏ tù. Thì ông vua ông ra lệnh rồi, có ai săn bắn vô vùng đó của bác, nghĩa là con nai nó làm phước nó gặp phước liền. Vì ông vua ông ra lệnh rồi, nó ở đó phay phay nuôi hai đứa con, hai đứa con lớn lên rồi đó, nó biết giữ lời của bác, con vật mà nó biết giữ lời đó, nó ra triều đình, ra cửa triều đình rồi nó đứng nó kêu. Thì hoàng hậu ra thấy con nai quá đẹp, nhưng mà ông vua ông đã có nói rồi, con vật mà nó còn biết làm phước mình đừng nên cầm cộng nó. Nhớ ông Châu Văn Dương ông nuôi có con nhồng mà rồi ông phải bị lao lý 3 năm trời, ông là tiên, còn bà hoàng hậu thôi, tôi khuyên bà cho nó trở về nuôi con đó, nó sống cái cảnh an nhàn của nó. Tại nó sống vậy là để nó sống vậy, biết rằng hoàng hậu nuôi nó ăn uống sung sướng, có kẻ tắm rửa ở nhà cao cửa rộng cho nó, nhưng mà cái tâm nó không có thoải mái, nó ở cái loài đó thì nó theo loài đó, nó ở trong rừng nó thoải mái hơn, gần kề con cháu của nó. Ông vua ông nói tiếng nói rồi bà hoàng hậu riêu riêu, đâu dám cãi, trời ông vua mà, lệnh vua là lệnh trời mà,
nếu như trịch ổng cái là khi quân đem ra pháp tràng đó cô bác, hồi xưa vậy đó, nói mà trịch ý ổng cái rồi ổng kêu ra pháp tràng chém bỏ chứ không để đó, lệnh vua là lệnh trời. Thành ra ông vua ông nói dầu bà hoàng hậu có thích có mến cách cỡ nào cũng không dám nữa, thôi đồng ý thôi mày trở về rừng đi. Thì con nai nó cúi đầu vài cái nó trở về rừng, từ đó tới sau là cái bầy rừng nào ở trong cái địa bàn đó rồi là sung sướng nhất hết thảy. Kính chào quý vị.